bếp điện từ CAP KF073IC và những điều bạn cần biết. CAP KF073IC có thiết kế lắp đặt âm tủ, kiểu dáng thiết kế hiện đại và sang trọng. Sử dụng mặt kính cường lực crystal bền bỉ, cạnh được bọc kim loại sang trọng, vách đều bốn cạnh. Cùng với đó là được trang bị hai vùng nấu, một hồng ngoại, một vùng nấu từ với bảng điều khiển riêng biệt cho từng vùng nấu. Trong video này hãy cùng kinhhome.vn tìm hiểu chi tiết về chiếc bếp điện từ âm CAP KF073IC này nhé. Về thông số sản phẩm và tính năng, bếp điện từ CAP KF073IC có công suất tổng là 4200W, số vùng nấu của bếp là 2 vùng nấu. Vùng nấu hồng ngoại bên trái có 2 vòng lửa với công suất là 2000W, vùng nấu từ bên phải có công suất là 2200W. CAP KF073IC sử dụng điện áp 220-240V với tần số từ 50-60Hz, sử dụng bo mạch IGBT Siemens sản xuất tại Đức. Kích thước sản phẩm: chiều rộng 730mm và chiều sâu là 430mm. Kích thước lắp đặt âm tủ: chiều rộng 690mm và chiều sâu là 390mm. CAP KF073IC sử dụng mặt kính crystal bền bỉ với khả năng chịu lực, chịu nhiệt, chống sốc nhiệt tốt, tuổi thọ cao và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Mặt kính được vác đều ở bốn cạnh và bọc kim loại chắc chắn, mang đến cảm giác sang trọng và liền mạch cho không gian bếp. KF073IC được trang bị bảng điều khiển cảm ứng trực tiếp với 9 mức công suất cho từng vùng nấu riêng biệt. Bảng điều khiển gồm phím nguồn, phím chọn vòng gia nhiệt lớn nhỏ ở vùng nấu hồng ngoại, chức năng gia nhiệt tăng cường booster ở vùng nấu từ, phím tăng giảm, phím tạm dừng, chức năng nấu cơm, chức năng hâm, chức năng chiên xào, hẹn thời gian nấu và khóa phím an toàn. Các tính năng khác của bếp: tính năng biến tần inverter, chi công suất giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và gia tăng tuổi thọ của bếp. Cảm biến chống tràn, giúp bếp tự động ngắt nguồn điện một cách an toàn khi có nước hoặc chất lỏng khác tràn lên vị trí bảng điều khiển. Cảm biến quá nhiệt, quá áp, giúp bếp tự động ngắt an toàn. Đèn cảnh báo nóng trên bảng điều khiển báo hiệu cho người dùng rằng nhiệt độ mặt bếp đang cao, không nên tiếp xúc hoặc lau chùi. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm bếp điện từ âm 2 vùng nấu CAP KF073IC được phân phối chính hãng tại kinhhome.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc bếp điện từ CAP KF073IC. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhome.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.